Xin chào các em. Hôm nay cô và các em cùng đi trả lời câu hỏi C8 trong sách giáo khoa vật lý 8 trang 31. Đề bài như sau này. Trong hai ấm vẽ ở hình 8.8, ấm nào đựng được nhiều nước hơn? Các em nhìn thấy đây là hình 8.8. Các em nhìn thấy đây là hai cái ấm này. Hai cái ấm này thân mình thì bằng nhau đúng không? Chỉ khác mỗi là ở đây có một cái vòi cao hơn và đây là cái vòi thấp hơn. Các em nhìn thấy chưa? Nhìn thấy đặc điểm khác nhau của nó chưa? Vậy theo như các em dự đoán thì dựa vào kiến thức các em đã học và các em thử dự đoán trước khi cô giải bài tập này thì bình nào sẽ là bình đựng được nhiều nước hơn? À, các em nhìn thế này. Theo lý thuyết bình thông nhau vì vòi và cái ấm này, cái thân ấm này là hai bình thông nhau, đúng không? Trong hai bình thông nhau chứa cùng một chất lỏng đứng yên thì các mặt thoáng của chất lỏng ở các nhánh đều có cùng một độ cao, đúng chưa? Đều có cùng một độ cao. Nếu như ở đây cái vòi nó thấp thì ấm và cái vòi này vì nó thấp mà nên là nó chỉ đến cái vòi này là nó kịch rồi. Nếu như các em đựng quá nước lên trên này thì sẽ bị tràn ở vòi này, đúng không? À, vậy thì chứng tỏ rằng cái vòi có cái ấm có vòi cao hơn thì sẽ đựng được nhiều nước hơn. Khi nào các em sẽ đựng lên tận trên này và mực nước ở bên này nó cũng sẽ bằng với bên này và nó sẽ không bị trào ra. Đấy, bên này sẽ bằng bên này. Hai nhánh này sẽ bằng nhau và sẽ không bị trào ra. Còn mực nước ở bên này chỉ đựng được đến đây thôi, đúng không? Sang đến đây là hết rồi, đựng quá lên trên này thì sẽ trào hết ra ở đây. Vậy thì chúng ta sẽ đi trả lời câu hỏi C8. Đó là trong hai ấm vẽ ở hình 8.8. Sách giáo khoa thì ấm có vòi cao hơn. Thì đựng được nhiều nước hơn. Vì sao nhỉ? Vì ấm và vòi là hai bình thông nhau. Nên mực nước ở ấm và ở vòi luôn luôn ở cùng một độ cao. Cô và các em vừa trả lời xong câu hỏi C8 trong sách giáo khoa vật lý 8 trang 31.